Hi, cô chào những bạn nhỏ đáng yêu của cô. Và trong video này, cô trò chúng ta cùng giải bài tập trong sách bài tập tiếng Anh lớp 1, bài số 10 các em nhé. Bài số 10 của chúng ta có chủ đề At the zoo, ở sở thú. Chúng ta bước vào bài đầu tiên, One, Look and March, nhìn và nối. Các em nhìn thấy hai mẹ con bạn Mary đi ra sở thú và có rất nhiều những con vật. Như chúng ta nhìn thấy, có chú khỉ và có con chuột nữa, đúng không? Và những hình ảnh này đều được đánh số từ 1 cho đến 4. Chúng ta có 4 cụm từ gợi ý ở phía dưới. Cùng cô đọc nhé. Mời các em đọc theo cô. Mouse. Mouse. Chúng ta nhớ phát âm S ở phía cuối của từ nhé. Mouse nghĩa là chuột, con chuột. Mother. Mother nghĩa là mẹ. Mary, bạn Mary. Monkey, monkey, con khỉ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau nối nào. Số 1, bức tranh đầu tiên, chúng ta có bạn Mary. Vậy các em sẽ nối, tìm cho cô bạn Mary là chữ nào ở trong 4 chữ này và chúng ta nối nhé. Đây rồi, Mary đây rồi. Các em sẽ nối cho cô bạn Mary vào chữ Mary này nhé. Bức tranh số 2, đó là con khỉ. Và con khỉ là monkey. Vậy các em sẽ đi tìm cho cô chữ monkey nào. Đây rồi, có một chữ monkey. Chúng ta sẽ nối số 2 vào với chữ monkey. Tiếp tục, số 3. Bức tranh số 3, đó là người mẹ. Và mẹ là mother. Vậy các em sẽ đi tìm cho cô chữ mother. Và chữ mother đây rồi. Chúng ta cùng nhau nối nhé. Các em hãy nối số 3 với mother. Very good. Và bức tranh số 4, hình ảnh số 4 đó chính là một chú chuột. Rất là tinh nghịch đây. Và chuột ta đọc là gì các em nhỉ? Đó chính là mouse. Vậy các em nhìn thấy từ mouse chưa? Đó chính là từ mouse đây rồi. Chúng ta sẽ nối số 4 này với từ mouse. Very good. Các em đã hoàn thành bài số 1 rồi. Cô mời các em chuyển sang phần tiếp theo. 2. Look and circle. Nhìn và khoanh tròn. Câu 1. 1. Mary. Bạn Mary. Bạn Mary của chúng ta đâu các em? Đây, bạn Mary đây rồi. Chúng ta đã có đáp án. Đó chính là đáp án B. Chúng ta chuyển sang câu số 2. 2. Mouse. Mouse nghĩa là gì các em? À, đó chính là chuột. Vậy, chúng ta đã có ngay đáp án. Đó chính là đáp án B, chú chuột. Chúng ta sang câu số 3. 3. Monkey. Monkey nghĩa là con khỉ. Vậy chúng ta chọn ngay được đáp án, đó chính là đáp án B, con khỉ. Câu số 4, 4. Mother, mẹ. Và chúng ta đã chọn ngay được đáp án mẹ đây rồi, còn đây là bạn Mary, người mẹ đây rồi, chúng ta sẽ tích vào đáp án A. Trong bài này, yêu cầu các em phải thuộc được từ mới, biết được nghĩa của từ, khi đó các em làm rất dễ, đúng không? Chúng ta đã hoàn thành bài số 2 rồi, cô mời các em chuyển sang bài số 3 nhé. Bài số 3, Look and Write. Nhìn và viết. Trong bài này, các em sẽ làm quen với cách viết âm M trong tiếng Anh, và các em sẽ dở sách giáo khoa, chúng ta sẽ viết theo những nốt chấm đen này các em nhé. Cô cho chúng mình cùng chuyển sang phần 4. Look and write, then say. Nhìn và viết, sau đó nói. Chúng ta nhìn thấy có 4 đánh số, 4 số từ 1 cho đến 4, tương ứng với 4 hình ảnh, đúng không? Bạn Mary, con chuột, con khỉ và người mẹ. Chúng ta hãy cùng bắt đầu điền những từ âm còn thiếu nhé. Bức tranh số 1, đó là bạn Mary. Chúng ta đang thiếu âm gì đây các em? Âm M. Và chúng ta sẽ có Mary. Mời các em đọc theo.
Bức tranh số 2, đó là con chuột. Và chuột đọc là mouse. Vậy chúng ta cũng đang thiếu một âm, đó là âm M. Và các em đọc nhé, mouse. Con khỉ, monkey. Chúng ta cũng đang thiếu một âm M. Và các con đọc là monkey. Very good. Bức tranh số 4, đó là người mẹ, mother. Các em cũng đang thiếu một âm M. Và các em đọc là mother. Very good. Bài số 4 của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi. Cùng cô chuyển sang bài số 5 nhé. Five project. Five I call Mary, the monkeys, mother and mouse. Tim và tô màu bạn Mary, những con khỉ, mẹ và con chuột. Hai mẹ con Mary đi sở thú và nhìn thấy những chú khỉ tinh nghịch và cả chú chuột con đáng yêu nữa. Vậy bây giờ chúng ta cùng đi tìm bạn Mary nhé. Bạn Mary đây rồi. Các em sẽ tô màu cho bạn Mary nào. Cô tô bạn Mary tóc màu vàng và có bộ quần áo rất xinh, bộ váy màu đỏ. Cô đã tô xong cho bạn rồi. Còn bây giờ chúng mình hãy cùng tìm người mẹ nhé. Người mẹ đang đi cạnh bạn Mary đây rồi. Vậy các em sẽ tô màu cho người mẹ nào. Cô muốn người mẹ mặc chiếc áo màu tím nhá. Rất nổi bật đúng không? Và cô trò chúng mình cùng đi tìm những con khỉ nào. Đây, có ba chú khỉ tinh nghịch đang leo trèo, nhảy nhót đây. Chúng ta sẽ tô cho những con khỉ của chúng ta màu sắc rực rỡ lên một chút. Đó là khỉ màu xanh này. Đó là khỉ màu vàng này, màu nâu. Và cô còn muốn cho chú khỉ một màu nữa, đó là màu đỏ. Cô tô luôn chú khỉ màu đỏ và chú khỉ sặc sỡ sắc màu, đúng không? Và bây giờ chúng mình cùng nhau đi tìm chú chuột nhé. Chuột của chúng ta đây. Và các em thích chuột màu gì nào? À, cô sẽ cho chuột một màu, đó là màu vàng. Đây, chú chuột vàng. Màu rất là lạ đúng không? Ồ, cô tô màu vàng nhưng nó lại tô cả lên phía trên rồi. Các em sẽ tô cho cô chú khỉ nhé. À, tô cho cô chú chuột nào. Vậy, cô sẽ tô chuột màu đỏ. Chúng ta đã hoàn thành được bài tìm và tô màu cho bạn Mary, cho mẹ bạn, cho những chú khỉ và con chuột con rồi. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong bài số 11. Hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh các em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Goodbye.